cái vô thượng chánh đẳng chánh giác anuttara samyassam buddha. Trong cái nguyên ngữ của Pali khi mà tán thán Đức Phật thì đọc đúng cái tán thán ân đức của Đức Phật ấy, thì đọc đúng 10 cái hiệu của Đức Phật mà có lẽ là chúng đây chúng ta đều biết, đó là Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Và thưa đại chúng, là khi mà chúng ta, nếu mà một vị Phật, bất cứ vị Phật nào khi chứng đạo đều có đủ 10 hiệu này. Và khi chúng ta, bây giờ nói để chúng ta vui thôi, tương lai cô này thành Phật, cô dưới kia thành Phật, bác nọ thành Phật, chú kia thành Phật, đều giống như Phật là có đủ 10 hiệu này. Cho nên khi chúng ta niệm Phật á, là niệm 10 hiệu này là niệm được đủ tất cả chư Phật luôn. Niệm đủ cả pháp giới, pháp thân của chư Phật trong 10 phương luôn đó. Thì bây giờ đi qua một đoạn Thánh Tuệ xin chia sẻ. Trước khi đi vào cái đoạn mà ý nghĩa của thành đạo thì Thánh Tuệ sẽ đọc cho quý vị một bài thơ để thay đổi không khí một chút. Bài thơ này nói về cái lúc mà Đức Phật đắc đạo. Bát khất thực thả sông trôi ngược, chỉ dòng sanh nguyện ước nan nghị, tham thiền dưới cội bồ đề, quyết thành chánh giác lời thề trăng sao. Nhớ quá khứ tiền thân nhiều kiếp, từng sát na chi tiết đủ đầy, từ cõi kia đến cõi này, tuệ minh túc mạng chứng ngay căn đầu, thấy sanh tử hiểu sâu duyên trước, do nhân chi có được hôm nay, hữu vi năng sở liền tay, tử sanh thắng trí căn hai đắc thành, rõ chân tướng ngọn ngành vạn pháp, đoạn vô minh kiết thành ái chấp, chính nay đạo quả vĩnh hằng, từ nay lậu tận nguyện xưa vẹn toàn, thành Phật quả sa mai vừa mọc, bậc đại hùng chánh giác tôn nghiêm, ma vương sợ hãi ưu phiền, cửa trời chuyển động chư thiên lạnh mình, bảy tuần lễ hưởng an quả vị, quan đạo màu pháp lâu ngự trị, thấy đời trần lao phiền lụy, biết ai hiểu được thông sâu đạo lành, đức nghiêm tôn phân vân do dự, pháp vô sinh bất tử chân như, chúng sanh chẳng đủ trí sâu, khó thông lẽ đạo khó cầu hiền thông, đến phạm vương sa ham ba ti, nơi phạm cung cảm ý thế tôn, lo toan mối đạo tồn vong, thời gian tay duỗi thần thông hiện về. Thì lát nữa có duyên sẽ chia sẻ ý nghĩa bài thơ này, đọc qua cho quý vị cũng chưa có hiểu rõ lắm đâu. Thôi bây giờ đi vào đề tài là những bài học đầu tiên khi Đức Phật thành đạo. Thưa đại chúng, khi Đức Phật thành đạo xong, khi Ngài chưa thuyết pháp, thì cái bài học đầu tiên cho người con Phật chúng ta, nếu chúng ta đã từng đọc qua lịch sử đời Ngài, khi Ngài thành đạo xong, Ngài đã đứng cách xa cây Bồ Đề 3 mét. Ngài nhìn về cội cây Bồ Đề, trong kinh ghi là với cái nhìn không chớp mắt, trong vòng 1 tuần lễ. Để chi? Để tạ ơn cây Bồ Đề, để che chở mưa nắng cho Ngài. Quý vị thấy, cái đây là cái động thái đầu tiên của Đức Phật. Ngài thành đạo dưới cái Bồ Đề, và cái niềm biết ơn sâu xa, cái cây đó nó như cái mái nhà, để
mưa chở nắng cho Ngài. Và quý vị biết rằng là trước khi thành đạo, Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, hôm nay quý vị có, chắc quý vị đã có thấy ha, đối diện với quý vị là cội Bồ Đề. Và khi ban tổ chức liên lạc với Thánh Tuệ đó, Thánh Tuệ mới nói rằng là mình không cần phải trang trí gì nhiều đâu, chỉ cần vẽ cái cội Bồ Đề cho đẹp và để Đức Phật đơn giản với cội Bồ Đề. Đó là một hình thái của đạo Phật sơ khai. Quý vị thấy cội Bồ Đề đẹp không? Đẹp vì sao? Không biết rồi. Hôm nay có bị có người họa sĩ vẽ cái Bồ Đề không? Có không ạ? Ổn quá. Tại Trạm Phước Tây này mà có vị đó nghe chắc là hạnh phúc lắm. Tại vì quý vị biết sao, mấy ngày Tết New Year đó thì ban tổ chức mới gửi cái cây này, bởi vì Thánh Tuệ khó tính, Thánh Tuệ không muốn trang trí rửa, chỉ muốn trang trí làm sao bật lên cái cây Bồ Đề. Thì ban tổ chức đã làm vẽ cái phong này, lúc đầu vẽ khác, mà phải nói cảm ơn chị Nhật San cũng như Huệ Đức rất là chịu ý thầy khó quá, đụng thầy khó quá, mới nói thôi vẽ cái cội Bồ Đề đơn sơ và cái dòng sông, quý vị thấy cái sông sao, dòng sông Ni Liên Thuyền, tiếng Pali và Ni Rân Gia Na. Và thầy rất chịu, Thánh Tuệ rất chịu cội Bồ Đề này là tại vì vẽ nó vừa phải, cái màu nó nhã, nó không có quá nặng cái màu sắc nhiều, nó nhìn dễ chịu, dịu mắt. Đó. Thì quý vị biết, trước khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật cái cây này không gọi là cây Bồ Đề, mà gọi là cây Pippala. Pippala tiếng Pali, rồi mới tiếng Hán mới âm ra là Tất Bát La. Rồi sau này Đức Phật thành đạo mới đặt cái cây này là cây Bồ Đề. Và cái chữ Bồ Đề chúng ta phải hiểu rằng là nó có cái nghĩa khác, nghĩa về tinh thần, nghĩa về giáo pháp nhiều hơn. Đó là nghĩa Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Cho nên cái cây Bồ Đề gọi là cây giác ngộ. Và quý vị biết là cái hình thái mà tượng Phật á, thì cũng ra đời sau cả 100 năm mới có tượng Phật. Còn cái thời Phật mà sau khi Đức Phật nhập diệt đó, vẫn chưa có tượng Phật nha. Khi mà đến có một thời, trong kinh nói, trong kinh chia sẻ là có một lúc, có một mùa hạ, Ngài đã đi lên cung trời. Ngài thuyết cái bộ gọi là trong Nam Tạng đó, Nam Truyền đó, gọi là cái bộ Abhidhamma, tức là vi diệu pháp. Thì Ngài đi đó thuyết cái bộ kinh vi diệu pháp đó, thì Đức Phật vẫn vắng bóng với nhân gian. Thì chúng sinh chư tôn đức tăng ni, chư tăng ni rồi Phật tử về. Tại vì tự nhiên Ngài vắng bóng rất lâu thì thính chúng nhớ. Thì Ngài A Nan khi Ngài trở về đó, thì Ngài A Nan mới hỏi Đức Phật như thế này, mới bạch Đức Phật như thế này, bạch hỏi Đức Thế Tôn. Khi Thế Tôn đi vắng đó, thì thính chúng khắp nơi về đảnh lễ Ngài, không thấy Ngài, họ rất là thương nhớ Như Lai. Vậy thì bằng cách nào họ trú được cái tâm, họ gửi gắm được cái tình cảm? Nói cũng quý vị thấy không? Thế gian này toàn là tình cảm, tới với tôn giáo cũng tình cảm trước đó. Quý vị thấy cho nên mình nói ở ngoài đời ta nói trăm cái lý bằng tí cái tình là vậy đó, trăm cái lý bằng tí cái tình. Nhưng mà cái tình cảm đối với tôn giáo mà đúng, tôn giáo đó đúng là phước cho chúng ta, để chúng ta hướng thượng, hướng cái tình cảm nó đi lên cao. Thì may là thính chúng nó đến và đảnh lễ, thì Đức Phật đã dạy như thế này: khi Phật tử, khi chư tăng Phật tử về đến những nơi trú ngụ của Như Lai mà không có mặt của Như Lai, thì đảnh lễ cội Bồ Đề cũng như là đảnh lễ Đức Phật. Chính vì điều này mà quý vị biết không, chúng ta đi hành hương Phật tích đó, đến Đức Phật có nhiều người đến tự nhiên nước mắt ngắn nước mắt dài, là tại vì đã cảm được cái tinh thần này, đã thấy qua cái cây Bồ Đề này thấy được Đức Phật, nó đại diện cho Đức Phật. Bản thân cái cây không phải là Đức Phật, nhưng tinh thần của cái cây đó chính là Đức Phật. Và nhớ một điều, khi chúng ta lễ lại cây Bồ Đề, không phải lễ cái cây mà lễ lại cái tinh thần giác ngộ. Tinh thần đó được khi chúng người Phật tử chúng ta phát tâm ra, gọi là
khi đến với Phật giáo thì gọi là phát tâm bồ đề, phát bồ đề tâm, tâm thì lãnh đảnh lễ của cây bồ đề, mục đích sâu xa để nhớ lại con có hạt mầm giác ngộ, con có cái hạt giống giác ngộ trong tự tâm của con. Vậy thì cái sự đảnh lễ đó nó có thiêng liêng không ạ? Rất là thiêng liêng, phải không? Đó là vì sao mà Đức Phật đã nhìn về cây bồ đề không chớp mắt. Rồi, cái thứ hai, Đức Phật đã nhớ đến ai? Ngài nhớ đến những vị thầy của Ngài. Trong thời gian Ngài đi học đạo đó, Ngài học đạo với những người rất là lỗi lạc, đạo sư lỗi lạc trong thời đó. Tức là đạo sư Uddaka Ramaputta, một cái vị đạo sư mà chứng những cái tầng thiền rất là cao. Bây giờ nói ra danh từ quý vị nhức đầu, nhưng mà đại khái là những cái cây cao bóng cả, cây đa, cây đề trong cái thời Phật. Đức Phật đi cầu đạo học. Cái ông đầu tiên Đức Phật nhớ đó là tìm độ cái ông Uddaka Ramaputta, mà dịch ra là Úc Đầu Lan Phất. Ông đó là số 1 trong thời đó, ai cũng nể, nhắc tới tên là nể. Nhưng mà Đức Phật tham học một thời gian, Ngài chứng được những cái tầng thiền mà ông này đã chứng được trong vòng một tuần lễ. Cho nên Ngài thấy cái thiền này chưa giải thoát, chưa giác ngộ, chưa giải thoát, Ngài đi tới tìm khác, tìm một vị khác, một cái ông khác đó là ông Alama Kalara Kalama để học tiếp nữa. Thì ông này cũng, Ngài trong thời gian cũng rất là ngắn, Ngài chứng được cái tầng thiền của ông này, Ngài thấy cái thiền này cũng chưa đến cái sự giải thoát, Ngài không thỏa mãn, Ngài cũng rời đi đó. Nhưng mà cái đặc biệt đó là khi Ngài thành đạo là Ngài nhớ lại những vị thầy, mặc dù những vị thầy đó không phải là những vị thầy đã mang đến cái cứu cánh giác ngộ cho Ngài, những vị thầy Ngài đi qua trong cuộc đời của ấy, thế mà Ngài vẫn mang ơn, quý vị thấy không? Và Ngài tìm độ, thì cái ông đầu tiên ông chết cách đó một tháng, cái ông thứ hai thì sao? Ông chết cách đó một tuần, mà lên những cõi trời cao xa quá đó, Ngài không có độ được hai cái ông thầy mà lỗi lạc trong thời đó. Đó là Ngài nhớ, thứ nhất là Ngài đến nhớ đến cái ân tình của cái bồ đề, thứ hai là Ngài nhớ đến thầy, thứ ba là Ngài nhớ đến ai? Những người đã cùng đồng học đồng tu với Ngài, đó là năm tôn giả gọi là Kiều Trấn Như. Những người đó là cùng tu học với Ngài đó, trong cái thời gian Ngài tu khổ hạnh. Và đến khi Ngài thọ cái bát sữa thì những người tôn giả bạn đồng học đồng tu, giống như sáng nay với thầy này, tu với thầy này là bạn đồng trang lứa chẳng hạn, đó là khi Ngài thọ cái bát sữa đó thì mấy vị đó thối tâm, mấy vị nói ông này hết tu rồi, ông này là bây giờ thối tâm đâm ra hưởng thụ rồi, hưởng thọ vật chất rồi, nên là bất tức mình, tức là người ta bất mãn, ta đi riêng. Từ đó Ngài đơn thân độc mã cô độc trong rừng già. Nhưng mà khi quý vị biết cái hay của Đức Phật là khi Ngài đắc đạo, Ngài nhớ những vị đã quay lưng với mình, đã bỏ mình ra đi. Quý vị thấy không? Gặp mình á, ai mà quay lưng, mà trong cái những lúc mà bỏ mình đi có thử dễ gì gặp nhau, để gì mà tìm tới nhau, phải không? Người đã bỏ mình, người đã phản bội, người đã bỏ mình, phải không? Nhưng tâm thái của Đức Phật tuyệt vời là ân thầy. Rồi sao? Thứ nhất là ân thầy, nghĩa bạn đối với thiên nhiên cây cỏ. Vậy thì qua trường này chúng ta học gì? Bài học đầu tiên Ngài chưa thuyết pháp, chúng ta học điều gì đầu tiên? Sự biết ơn. Còn biết ơn là còn hạnh phúc, quý vị. Sống còn biết ơn là còn hạnh phúc. Hôm nay chúng ta thức dậy, chúng ta còn sống, chúng ta nhìn lên trời, nhìn quanh cỏ cây hoa lá, biết ơn cuộc đời vô vàn. Bây giờ khắp nơi khổ lắm, quý vị. Mở tầm nhãn quan ra, nhìn về Ấn Độ. Bây giờ sáng nay thầy tới đây thì thầy nghe cái tin rất là ngậm ngùi. Ấn Độ, quý vị biết, cái năm ngoái cái Delta nó rất là dữ dằn, nó diệt tuyệt không bao nhiêu người Ấn Độ. Bây giờ cái con này nó cũng đang tác quái bên Ấn Độ. Nhưng cái may là nó không có giết cái con này. Người ta nói nó nhẹ, nó như dạng cúm mùa, nó không thiệt mạng nhiều. Nhưng mà khi nó trở lại, nó tái phát, thì nền kinh tế vốn dĩ lắc là, nói chung là đời sống Ấn Độ 75% là dân nghèo. Ấn Độ là một quốc gia, nói ra nó rất dài dòng, bởi vì thầy ở 12 năm đó. Mà quý vị biết là giàu thì họ giàu,
ngất ngư ở trên đỉnh mà nghèo nó dưới đất đen, nó chênh lệch vô cùng, chênh lệch. Mà cái khổ của Ấn Độ cho tới bây giờ nó vẫn giống như ngàn xưa, nó đỡ hơn thôi, nhưng mà tinh thần phân biệt giai cấp nó vẫn còn rất là gắt gao. Bây giờ thì nó đỡ hơn thôi, nhưng chính giờ giai cấp đó đó, con người không có thương nhau, không có thương nhau thật lòng. Nói để quý vị mừng, mình là người Việt Nam, cái gì xấu thì không nói nha, chứ mà người Việt Nam mình có cái điểm son, một cái điểm son mình phải nói là chính là cái điểm này mà Tấn Tuệ nghĩ rằng nó là cái nơi để chúng ta có thể là còn cái tình người, còn cái điểm nương tựa, còn có thể là cái lòng người, còn có thể tin tưởng nhau đó. Đó là cái tinh thần tương thân và tương ái người Việt Nam số 1. Nói cho Việt Nam, bây giờ mình và Việt Nam thì nói về thể chế chính trị là không phải rồi đó, nhưng mà Việt Nam bà con mình đâu phải ai cũng theo họ hết đó, đúng không? Dân tộc Việt Nam mình đâu phải là theo họ đâu, phải không? Nhưng mà khi Việt Nam mình có bị Covid ở bên này, rồi bao nhiêu hội đoàn, bao nhiêu tổ chức gửi về giúp đỡ bên Việt Nam, thấy không ạ? À, cứu bên Việt Nam và Sài Gòn lockdown, cái bên này lo còn hơn Sài Gòn đấy. Cái đó là phải nói cái tinh thần đó, nhìn rất là cảm kích. Còn thật sự Ấn Độ, quý vị biết, nó trên tới nơi trời mùa đông lạnh giá, họ ở trên lầu cao, rồi buôn bán một cái sạp mềm mùng đồ gì đó, buôn bán chân mùng, nhưng cái người lạnh co ro nằm trước nhà, không quăng ra cho người ta được cái mền. Cái nhân tình thế thái như vậy nhìn nó chán lắm, không thương nhau. Chính điều này mình mới qua, mình mới hiểu là đạo Phật quá từ bi, Đức Phật quá từ bi. Đức Phật mới nói là không có giai cấp, trong dòng máu cũng đỏ và dòng nước mắt cũng mặn. Chúng ta bình đẳng, ai khóc dòng nước mắt cũng mặn như nhau. Dù chúng ta rơi đầu đổ máu, chúng ta bị trầy da tóc vảy thì cũng chảy máu, dòng nước mắt dòng máu cũng đỏ như nhau. Cái câu này có phải là nói lên cái thông điệp từ bi lớn? Cái người Việt của mình nói nó hơi xa đề, nhưng người Việt của mình cái lúc mà thời bình hạnh phúc là trăm ra chia rẽ, cái đó là cái ấy. Nhưng mà cái lúc mà hoạn nạn thì sâu say lưng đấu cật giúp nhau, điều đó phải nói cảm động hơn người Ấn nhiều lắm. Bây giờ là mình đi qua đi riết rồi nó đi xa đề, nhưng mà nói là để cho quý vị thấy là mình biết ơn, để mà phải nói là mình mở mắt ra. Còn bây giờ mình nói đừng đâu xa, tháng sáng thức dậy mà thở thông biết ơn trời đất rồi. Bởi vì mình cứ quán chiếu, có nhiều người bây giờ chẳng may họ nhiễm cái Covid, bây giờ họ muốn thở cho thông thôi, thở thôi đó là khó đối với họ rồi. Bây giờ thở thông hạnh phúc hay là vô trong mấy cái bệnh viện để cắm dây cấp vợ vô rồi mới thấy đó, cái đường thở là hạnh phúc. Thấy không? Cái bình thở ra thở cũng bình thường. Và mình phải biết ơn như vậy đó. Rồi. Bây giờ, cái thứ nhất là cái bài học về cái sự biết ơn. Và biết ơn chúng ta nhớ là khi chúng ta ngồi ăn cơm, thường thường là có quán niệm. Và sự quán niệm đó không ngoài là cái sự biết ơn. Thứ nhất là ân đạo sư khai tâm điểm hóa, ân mẹ cha dưỡng dục sinh thành, ân chính quyền bảo vệ an ninh, ân đồng loại tế sinh hộ mạng. Không ai chúng ta có thể tồn tại được một mình, đúng không? Có ai nói tôi sống còn cục đuôi ai nuôi mày lớn? Dạ thưa thầy, con lớn tự ơn. Không có, chúng ta sống là nương nhờ nhau hết, đúng không ạ? Tăng nương nhờ Phật tử, Phật tử nương nhờ tăng ni, tất cả đều làm thành nhau. Không ai có thể tồn tại độc lập. Rồi. Cho nên ân đạo sư khai tâm điểm hóa, ân mẹ cha dưỡng dục sanh thành, ân chính quyền bảo vệ an ninh, ân đồng loại tế sinh hộ mạng. Bốn cái ân lớn chúng ta phải nhớ. Và bây giờ là đi qua một cái ý nghĩa nữa là bài học thứ hai chúng ta nên học từ Đức Phật. Đó là biết. Bài học thứ hai là bài học về ý chí, về sự kiên trì dũng mãnh tinh tấn của Đức Phật. Và quý vị biết khi Đức Phật đến cái cội Bồ Đề, khi Đức Phật thọ cái bát sữa của nàng Sujata đến với cội Bồ Đề, Ngài phát ra một cái lời thề nguyện gì? Thà xịt thịt nát xương tan, nếu không thành đạo, ta không rời khỏi cái bồ đoàn này, cái cội Bồ Đề này, cội cây này.
Ngài phát ra một cái thời lời thề như vậy, và từ đó Ngài đặt cái thân thể Ngài xuống ngồi Bồ Đề, và trong 49 ngày đêm đó chuyên nhất tu hành, nhiệt huyết tu hành. Và qua cái phát lời thề đó cho chúng ta một cái bài học, chính là cái ý chí mãnh liệt sắt đá. Vì sao chúng ta thấy này, chúng ta là những người mà cứ mãi luẩn quẩn chúng sinh hoài, chúng ta không bước đến chân trời giải thoát được. Vì sao? Bởi vì cái khát khao thoát ly sinh tử của chúng ta nó yếu lắm quý vị. Còn các ngài sống với cái khát khao thoát ly sinh tử một cách cháy bỏng, cái đó là cái ưu tiên một, cái tha thiết nhất trong cuộc đời. Còn cái cho chúng ta tha thiết nhiều thứ lắm. Có đôi khi chúng ta nhìn lại lòng mình, chúng ta biết bây giờ ngoài những khóa tu ra là chúng ta còn rất nhiều thứ chúng ta mặn mà với cuộc đời này, nhiều thứ. Còn đối với cái người tu với chí nguyện giải thoát, cái chí nguyện mà tu giải thoát giác ngộ, cái đó được xếp lên hàng đầu, không có gì qua bằng cái đó. Và tinh tấn đến khi nào chúng ta đưa cái tâm đó, bảo đảm chúng ta sẽ giác ngộ nha. Nên thưa quý vị, có một điều mà chia sẻ, mà Thánh Tuệ chia sẻ với đại chúng, đó là cái sự kiện chiến thắng ma quân của Đức Phật. Trước khi thành Phật, Đức Phật chiến thắng ma quân. Mà ma quân đó ở đâu? À, nội ma và ngoại ma. Nội ma là ma trong chính bản thân mình, và ngoại ma là ma bên ngoài. Bây giờ kể những thứ ma nó nhiều quá, nhưng mà có bốn loại ma căn bản, nhưng mà Ngài chiến thắng chính Ngài. Nội ma đó là gì? Những dục vọng, những tham muốn, tham sân si, vân vân, những phiền não, những lậu hoặc, vân vân đó. Thì Ngài chiến thắng cái đó. Và ngoại ma là chúng ta đã thấy xung hình ảnh rồi, hóa hiện ra mỹ nữ rồi, những cái làn tên rồi bắn phá rồi đủ thứ hết. Ngài đã chiến thắng những cái đó để đạt được. Và đi qua một cái bài học nữa, bài học chiến thắng chính mình, riêng nó là một bài pháp rồi. Bài pháp nó rất thể hiện rõ trong cái kinh Pháp Cú là chiến thắng ngàn binh vạn mã, không bằng tự chiến thắng mình. Chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất. Đó là đạo Phật. Đó là đạo Phật. Chúng ta nhớ cái câu đó, khó lắm đó quý vị. Câu đó mình đọc 2-3 phút có thể mình thuộc, nhưng để làm được cái câu chiến thắng ngàn bên vạn mã đó, làm cho được với bản thân mình cả một đời. Quý vị, vì sao quý vị biết, vì sao quý vị thấy là đến mình lạy các hòa thượng, mình tôn kính các vị hòa thượng không? Vì sao ạ? Vì sao quý thầy cũng phải lạy các vị tôn túc cao hà? Bởi vì đó là một cái quá trình dài xa mấy chục năm. Một vị hòa thượng mà xuất gia, ví dụ như Ngài xuất gia lúc 10 tuổi đi, Ngài sống đến 80 tuổi, là 80 năm chiến thắng chính mình. Cho nên mới có trong kinh mà quý vị nhớ là Nam Mô, cái kinh Hồng Danh Sám Hối đó là có các chữ gì? Nam Mô đấu chiến thắng Phật. Nhớ mà, đấu chiến thắng mình mới thành Phật, cho nên gọi là Nam Mô đấu chiến thắng Phật. Và 70 năm Ngài, ví dụ Ngài Hòa Thượng Thắng Hoa lúc nãy đi ha, sống với 95 tuổi đời, ví dụ Ngài xuất gia từ 5 tuổi đi chẳng hạn như vậy, thì 90 năm chiến thắng chính mình. Thưa quý vị, nếu không phải là thánh ở trong quá khứ tái lai thì tất cả đều là đầu xanh máu đỏ như nhau, tất cả đều có dục vọng như nhau, nhưng mà chiến thắng chính mình có những giai đoạn rất là khốc liệt. Quý vị biết là cái giai đoạn thanh xuân của một người là giai đoạn chúng ta đều giống nhau hết, tâm sinh lý chúng ta đều giống nhau hết, cái khát khao giới tính, khát khao đủ thứ, những thanh thanh hương, sắc thanh hương vị xúc mà cuộc đời. Thật sự người xuất sĩ chúng tôi, nếu chưa phải là thánh, đều có những cái, một cách nó tinh tế thì nó khác, mà nó thô thì nó thể hiện ra bên ngoài, nó làm cho người ta mất niềm tin, còn nó tinh tế thì nó âm ỉ. Và cái phần âm ỉ đó mấy vị phải có lực, có cái lực tu để mà vượt qua chính mình.
Còn không có lực tu, nó hiện lên một cái là bị nó đồng hóa, nó dắt đi là tạo nghiệp. Mà tạo cái khổ nổi là khi mặc cái áo này rồi tạo nghiệp á, không phải là mình chịu là một phần, nhưng mà mình mặc cái áo này nó ảnh hưởng tới tín tâm bồ đề tâm của Phật tử. Cho nên cái người xuất gia đó mà thương yêu cuộc đời chan chứa là phải vượt qua chính mình, không phải là vì cái vinh dự của mình mà vì giữ được cái đạo tâm cho Phật tử. Khó lắm. Cho nên là quý vị gặp chư tôn đức mà may là tính tuệ thế, hầu như Phật tử về đây, tất cả Phật tử San Jose có một cái điểm chung là rất là kính quý, rất là cung kính chư tăng. Cái này chư tăng có hai loại là thánh tăng và phàm tăng. Đảnh lễ chư tăng, thánh tăng là phước đức vô cùng, duyên phước vô cùng. Nhưng đảnh lễ được phàm tăng mà hướng thượng cũng rất là phước đức quý vị. Bởi vì người đó hướng thượng, phàm tăng, phàm phu tăng mà hướng thượng. Phàm phu tăng hướng hạ thì cũng dám nói tới đừng chạm, nhưng phàm phu tăng hướng